Làm vlog mời các bạn tham quan thành phố San Jose, tiểu bang California. Mình bắt đầu từ Santa Ana Rose. Những cảnh rất là đẹp. Mời các bạn xem nha. Mình sẽ view hết một đoạn đường của Santa Ana Rose. Sẽ đi trên xa lộ 280 về hướng sau của thành phố San Jose và sẽ mời các bạn xem nhé. Cảnh trí rất đẹp luôn đó các bạn ơi, ở cái thành phố này. Nếu các bạn thích thì xin cho mình một like nhé. Và nhớ subscribe cho mình ha. Đường phố ở Mỹ. Cảm ơn tất cả. Facade đẹp luôn á. Xe chạy rất là nghiêm chỉnh. Chấp hành luật lệ giao thông. Khu Santa Ana Road. Đẹp tuyệt vời luôn. Nước Mỹ là đây đó các bạn. Chỗ này khu này là của người Mỹ trắng, người Italy rất là nhiều, người Ý rất là nhiều ở đây. Khu này ở dưới là khu thương mại nhưng mà ở trên nó là nhà ở trên. Cái khu mà đối diện với cái khu này là bên đó là shopping.
shopping lớn lắm. Xe quá trời kẹt. Giờ này là giờ tan tành đó, bởi ta kẹt quá trời là kẹt luôn. Hên là nước Mỹ nó bị mất việc làm ha, mà nó còn kẹt như vậy đó. Nước Mỹ thất nghiệp nhiều lắm nha, mà vẫn kẹt xe như thường. Bên đó là downtown San Jose đó các bạn. Tòa nhà cao đó là gồm có Facebook, Google và những khách sạn của thành phố San Jose. Downtown ít có người ở lắm, chỉ có những cái thương mại thôi. Cái xa lộ khác rồi, bắt qua cái cầu vượt rồi đổi qua xa lộ khác, vẫn còn kẹt xe. Nó đi hướng sau rất là nhiều, người ta đi làm về hướng sau rất nhiều luôn.